Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Qua một thời gian hội nghị thì hôm nay công việc gia đình đã xong, để có những cái trải nghiệm và mong muốn được có cái sự chia sẻ cùng với các anh chị, cùng các bạn và cái cuộc hành trình của mình đang phát triển đến đâu. Đây là một trải bài mà cái sự không có chọn tổ, mà ai hữu duyên với lại cái trải bài của mình thì chúng ta sẽ cùng đón nhận cuộc hành trình của chúng ta. Trong cái lòng người của chúng ta thì mỗi chặng đường chúng ta đi qua, chúng ta đều có một cái giá trị nhất định, đều đón nhận được những cái bài học và cũng như là những cái sự mang lại cho chúng ta nhiều những cái giá trị để giúp cho chúng ta có một cái cuộc hành trình vững bước đi trên con đường của mình. Thế thì hôm nay Hội Văn Nghị cũng sẽ có một vài bài không chọn tụ cảm nhận về chính cái bản thân của bạn, của Huệ cũng như là những anh chị hữu duyên với mình. Đó, xem là cuộc hành trình của chúng ta đang tiến triển đến đâu. Và trong cuộc hành trình này chúng ta đã có những giá trị gì. Thì Huệ cùng các anh chị chúng ta sẽ cùng đi chiêm nghiệm nhé. Thì hôm nay Huệ cũng rất cảm ơn các anh chị đã có những cái sự chia sẻ và động viên Huệ trong cái thời gian qua. Với những cái công việc của gia đình nên Huệ đã có sự dừng lại trong một tuần. Thì bởi vậy mà hôm nay Huệ cũng rất nhớ các anh chị cùng các bạn để giúp cho sự kết nối lại với chúng ta. Thì Huệ có một cái trải bài không chọn tụ. Cuộc hành trình của chúng ta đang ở giai đoạn nào, đã mang lại cho chúng ta những giá trị gì các anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào trải bài. Đó, các anh chị thấy rằng chúng ta đang là những người đi trên cái hành trình trong cuộc đời của chính bản thân mình. Thì cái hành trình này sẽ mang lại cho chúng ta những cái công cuộc, những cái giá trị mà chúng ta cần thấu hiểu. Đó. Trước hết thì bạn nhận thấy rằng cái công cuộc của chúng ta đang đi trên con đường này, đó chính là chúng ta đã có một cái sự đong đầy trong bản thân của chúng ta rồi. Cái sự đong đầy ở đây được thể hiện ở chính tiền, ở sự sung túc, sự an vui, sự an nhiên, tự tại. Và chúng ta đã là một trong những người mà đang định gọi là bước đi trên con đường tu tập của bản thân, trên con đường mà cảm nhận rằng mình có cái nội tâm từ bên trong. Tuy rằng trong con đường đó chúng ta đôi lúc chúng ta cũng vẫn có cái sự ngụy biện. Cái sự ngụy biện ở đây được thể hiện ở bảy kiếm. Sự ngụy biện ở đây không phải là dối lòng mình, mà chúng ta đang dối với thiên hạ. Dối với thiên hạ ở đây là gì? Là chúng ta đang ẩn mình. Chúng ta ẩn mình để chúng ta có những cái sự nhìn nhận về xã hội, nhìn nhận về cuộc sống một cách là rõ ràng hơn, để giúp cho con người của chúng ta có cách nhìn đa chiều. Chúng ta biết phân tích và đúc kết lại những vấn đề của xã hội để chúng ta biết được đấy chính là những cái sự con người ta còn đang có những giá trị mê lầm, con người ta còn đang có giá trị chưa tìm ra sự chân thực. Bởi vậy mà chúng ta đang có sự ẩn mình. Ẩn mình ở đây không phải là chúng ta dối bản thân mình, mà chúng ta biết rõ bản thân mình, chúng ta có gì và chúng ta đang nhìn xã hội ra sao. Và chúng ta biết tiếp là trong cái công cuộc vừa rồi chúng ta vẫn có những cái sự rời bỏ, cái sự rời bỏ những cái giá trị không cần thiết đối với bản thân mình nữa, được thể hiện ở sáu kiếm. Đấy, các anh chị thấy rằng chúng ta đã có sự rời bỏ. Cái sự rời bỏ này nó đã mang lại cho chúng ta những cái sự bình yên hơn, bởi vì cái giá trị gì không còn nữa, không cần nữa và không cùng đồng hành với mình nữa thì mình có thể rời bỏ đi. Đó chính là sáu kiếm đây. Và tiếp nữa, các anh chị cùng với Huệ đã có một cái thời gian thì chúng ta đã có cái sự nhìn nhận lại chính mình. Cái sự nhìn nhận lại chính mình để được chín xu như thế kia thì chúng ta đã nhìn lại chính mình cách đây có thể đến vài năm, hoặc có những người thì vài tháng rồi. Đây chính là cái giá trị của chúng ta để biết nhìn lại chính mình, quay ngược lại vấn đề để chúng ta biết phân tích đúc kết nó lại. Và từ đó chúng ta đã có một cái giá trị cho chính bản thân mình và cho chính cái cuộc nhìn nhận trong cái xã hội của chúng ta. Bởi vậy mà chúng ta như một người đang được tái sinh. Anh chị thấy chưa? Chúng ta đang là một người đang được tái sinh. Sự tái sinh này sẽ mang lại cho chúng ta một cái sự hưng thịnh, một cái sự nhìn nhận xã hội, một cái sự nhìn nhận về cái thực tế trong cái quả địa cầu của mình một cách chính xác, một cách mà mang lại cái sự chân thực nhất cho bản thân mình, cũng như là trên cái hành trình của mình luôn đi theo ánh sáng, luôn đi theo tâm thức của bản thân mình với một cái độ
gọi là ánh sáng chân thực nhất. Mà chúng ta bỏ qua bóng tối, chúng ta bước qua khỏi bóng tối, chúng ta không còn có cái sự mông lung, không còn có cái sự nghi hoặc, hoặc là chúng ta không còn có những cái giá trị mà bị che mờ cho lớp bản thân mình nữa. Vậy với năm lá bài đầu tiên này, cuộc hành trình của chúng ta đã đi đến một cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang đi trên con đường tỉnh thức. Sự tỉnh thức của chúng ta đã rõ ràng rồi, chúng ta không bị mê lầm nữa. Bất kỳ một cái điều gì đến với chúng ta đều có cái cách nhìn đa chiều. Chúng ta đều có cách nhìn đa chiều và chúng ta đều có những cái sự nhìn nhận một cách sâu sắc. Và chúng ta tĩnh tại chứ chúng ta không có một cách ồn ào nữa. Đây chính là cái con người hiện tại của chúng ta. Vậy các anh chị đang đi con đường đó thì cái mục tiêu cũng như là cái hướng tới của các anh chị trên hành trình này có gặp những cái giá trị gì trong cái thời gian sắp tới này không nhé? Vậy trên cái con đường như vậy rồi thì hãy cho chúng ta biết thêm về cái giá trị mà các anh chị đang được đón nhận trên cái hành trình của chúng ta đi. Đó, trên hành trình của chúng ta đi. Đó, này, đó. Trên hành trình của chúng ta đi, chúng ta nhìn thấy chưa này? Các anh chị biết được là cái con người của chúng ta nó đã có sự tỉnh thức thì nó bao trùm lên có hai cái giá trị cao quý, đó là ánh sáng chân thực và tình yêu thương. Tình yêu thương của chúng ta ở đây mang cái giá trị chia sẻ. Đấy, 6 cốc nó mang một giá trị chia sẻ, chúng ta gặp nhau, hữu duyên với nhau, giống như những người thân yêu, chúng ta được trở về bên nhau và chúng ta trở lại cái tuổi gọi là cái giá trị mà cao đẹp nhất của chúng mình, đó chính là tuổi niên thiếu, tuổi còn gọi là những đứa trẻ. Chúng ta không có vụ lợi, chúng ta không có một giá trị mang cái giá trị gì đó cá nhân, mà chúng ta sự sẻ chia xuất phát từ tấm lòng bên trong của bản thân mình. Sự tấm lòng đó nó mang cái giá trị sâu sắc, mang giá trị gọi là thuần khiết nhất để chúng ta trao cho nhau. Đây, các anh chị biết được. Bởi vậy mà những người hữu duyên với cái trải bài của chúng ta đây thì Huệ Hoan Nghị cũng biết được là các anh chị cũng đang có trên cái cuộc hành trình đón nhận được những cái giá trị mà chúng ta sự sẻ chia cho đi vô điều kiện, mang cái tính chất là hữu duyên với nhau. Thế nhưng các anh chị biết được khi cái trên con đường hành trình tỉnh thức của mỗi bản thân thì chúng ta đều có cái sự gồng gánh, chúng ta đều phải vượt qua, và mỗi cái thử thách đến với chúng ta nó giống như bài học thôi. Cái sự bài học đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những giá trị, càng bài học lớn giá trị càng cao, và chúng ta càng nhận được những giá trị cao thì chúng ta càng bước đi trên con đường của chúng ta một cách vững vàng hơn. Vậy các anh chị nhìn thấy 10 gợi ở đây là một cái chặng đường mà chúng ta sẽ cần phải vượt qua tiếp nữa. Có những người thì gánh nặng về kinh tế, có những người thì gánh nặng về cảm xúc, về tình cảm. Nhưng với cái tâm thái của các anh chị và của bản thân Huệ như thế này thì chính bản thân Huệ cũng không có một cái điều gì để mà cần phải lo ngại trong cái giai đoạn tiếp theo cả. Mình sẵn sàng đón nhận những bài học của vũ trụ để bước tiếp đi trên hành trình tỉnh thức của bản thân mình và chuyển sang một cái giai đoạn mà các anh chị thấy rằng tái sinh từ trên này, và chúng ta sẽ cần có sự vượt qua. Khi tái sinh chúng ta vượt qua thì chúng ta sẽ đón nhận được một cái giá trị thật sự là viên mãn đối với bản thân của mỗi người. Các anh chị có đong đầy hạnh phúc trong chính bản thân mình, đó chính là một cái ly vô ly, chính là một cái giá trị tình yêu sâu sắc, một cái tình yêu vô điều kiện và một cái tình yêu muốn luôn hướng bản thân mình, chân quý bản thân mình cũng như những người hữu duyên với mình. Và các anh chị biết được chúng ta trọn vẹn hơn, đó là có một gia đình hạnh phúc. Một gia đình mang lại cho chúng ta sự ấm êm, mang lại cho chúng ta những giá trị sung túc nhất. Thì các anh chị thấy rằng ở đây trải qua 9 tiền và 10 tiền, đó chính là mang lại kể cả vấn đề sung túc trong chính cá nhân của mình và đối với những người thân yêu của chúng ta nữa. Và các anh chị biết không, chúng ta còn có sự gieo yêu thương, mang những giá trị ban đầu của chúng ta đang có, tình yêu thương của chúng ta đi gieo cho những người hữu duyên với mình. Gieo yêu thương ở đây là chúng ta có năng lực gì, chúng ta có giá trị gì, chúng ta hãy biết chia sẻ với người khác. Và cái sự chia sẻ này là xuất phát từ cái sự thân thiện, từ cái sự mang giá trị mà chúng ta gọi là giá trị yêu thương một cách trong sáng nhất. Bởi vậy mà cái cuộc hành trình của chúng ta đi như thế này thì các anh chị thấy rằng chúng ta cũng rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Bởi vì chúng ta có một cái cuộc hành trình trải qua rất là viên mãn như trên. Thế thì tiếp nữa vậy sẽ xem được là vậy trên cái hành trình chúng ta bước đi như vậy thì chúng ta sẽ
mong muốn đạt được giá trị 10 tiền là một gia đình, thế chúng ta có còn mong muốn một cái giá trị cao hơn nữa, thì cái tâm nguyện của mỗi người của chúng ta trên con đường tỉnh thức, chúng ta sẽ có những cái tâm nguyện ước mơ. Và bạn cũng mong muốn rằng các anh chị sẽ có những cái ước mơ mang lại cho bản thân các anh chị để đạt được cái mục tiêu ước mơ của bản thân mình. Anh chị nhé, hôm nay thì những cái trải bài của chúng ta nó mang những cái giá trị gọi là thức tỉnh bản thân, nhận giá trị của bản thân mình và mang lại những cái giá trị yêu thương nhất. Đó, đây, Huệ nhìn thấy rằng trên cái hành trình của chúng ta tỉnh thức thì có rất nhiều các anh chị tập trung vào cái công việc của bản thân mình để tạo ra rất nhiều giá trị về vật chất. Đây, giá trị về vật chất là do chính bàn tay của chúng ta làm ra, chứ chúng ta không mong cầu cái sự rơi từ trên trời rơi xuống hoặc là mang lại, mà đây là cái sự cần cù chịu khó và chúng ta tự thân tự lập là chính. Và các bạn biết, anh chị biết được là ngoài cái việc cần cù, chúng ta còn có một cái sự quyết tâm, ý chí, nghị lực, cũng như là một cái sự trí tuệ của chúng ta được khai thông khai mở, thì chúng ta sẽ có những cái giá trị. Cho dù có rất nhiều các anh chị ở đây, các anh chị đã có những cái sự hạnh phúc ở trong một cái khuôn, gọi là một trong giới hạn nào đó, nhưng các anh chị cũng sẵn sàng từ bỏ hoặc là rời đi để mang lại cho các anh chị một cuộc hành trình trọn vẹn hơn, tròn đầy hơn. Đó. Và cuối cùng, cái đích của chúng ta đó là chúng ta được trí tuệ khai thông, khai mở, mang lại cho chúng ta sự viên mãn nhất, cả về cảm xúc, cả về trí tuệ. Các anh chị nhìn thấy đây, đây là cái sự cảm xúc và trí tuệ. Và đạt được 10 tiền có nghĩa là chúng ta một cái người sung túc, đầy đủ, hạnh phúc và viên mãn nhất. Đây chính là cái cuộc hành trình của chúng ta trên con đường đi. Bởi vậy mà đây một cái trải bài mà Huệ có một cái sự khởi đầu trong một cái thời gian Huệ nghỉ trong một tuần có việc gia đình. Và chúng ta thấu hiểu được bản thân mình, chúng ta biết được chúng ta đang đi trên hành trình nào, thì chúng ta sẽ cùng tiếp bước và chúng ta sẽ quyết tâm, quyết chí đi trên con đường của chúng ta. Và con đường của chúng ta đó, chúng ta sẽ có những nhân duyên gặp nhau những người mà cùng đồng hành, cùng chí hướng, cùng mục tiêu, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để cùng đi tới. Và hơn nữa, có những người, nếu như có những người mà làm cho chúng ta những gánh nặng, làm cho chúng ta những cái sự ngã rẽ hoặc là chùn bước lại chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng có sự từ bỏ. Các anh chị nhìn thấy chưa nào? Như vậy là trong cái cuộc hành trình của chúng ta đã đi trên con đường tỉnh thức, và thực sự là chúng ta hướng đến con người của chúng ta một cách gọi là đầy đủ các giá trị, bước đi trên con đường mà mang lại cái giá tình yêu thương, mang lại cái ánh sáng cho cái cuộc sống của chúng ta. Và rất nhiều các anh chị trong cái tụ bài mà hôm nay đón nhận được tụ bài này, các anh chị cũng là người mà sẽ có một cái sứ mệnh cao cả đến với cái thế gian này để giúp cho các anh chị tỉnh thức, giúp cho các anh chị đi trên hành trình tìm lại chính mình, và giúp cho các anh chị nhận biết được là bản thân mình đến với kiếp làm người này có giá trị gì. Thì Hoài Oan thì cũng rất mong muốn được chia sẻ cùng các anh chị, và các anh chị có những cái thông tin về cho Huệ thì Huệ sẽ biết được các anh chị đến với sứ mệnh ở kiếp làm người này làm gì. Bởi vì mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh riêng, Huệ Oan thì sẽ dốc tâm dốc sức và những hiểu biết của bản thân mình để mang lại cho các anh chị những thông tin chính xác nhất, để giúp cho anh chị đi trên con hành trình mà các anh chị đúng với sứ mệnh của mình, đúng với cái tâm nguyện, cũng như là đúng với con đường mà các anh chị đã có sự cam kết trước khi linh hồn xuống trái đất trong cái kiếp làm người này. Các anh chị đã có những cái cam kết để thực thi nó, và các anh chị đã thực thi được đến đâu, các anh chị đã cảm nhận được đến đâu. Và sau khi, ai cũng vậy thôi, chúng ta đều có quy luật sinh lão bệnh tử, và sau khi chúng ta rời bỏ cái trái đất này, rời bỏ cái thế gian này, thì chúng ta sẽ có được những gì. Đó chính là một kiếp làm người của chúng ta có đạt được thành tựu hay không, là do chúng ta đã có được cái sự biết được chính bản thân mình ra sao, biết được con người của chúng ta đang vào độ nào, và biết được giá trị của chúng ta đến với thế gian này để chúng ta mang lại điều gì cho bản thân và cho những người hữu duyên với mình, hay còn gọi đó là sứ mệnh cao cả của mỗi người. Thế thì mọi cái sự chia sẻ của chúng ta đều mang giá trị từ tâm, mang giá trị mà chia sẻ cho nhau một cách thân thiện, một cách trong sáng, thì Huệ cũng từ tâm. Đấy, các anh chị ai có vướng mắc như thế nào thì hãy liên hệ với Huệ nhé, để chúng ta cùng nhau chia sẻ,
mang lại cho nhau những cái giá trị yêu thương nhất, giá trị chân quý nhất và mang lại cho nhau sự an vui, hạnh phúc nhất ngay trong hiện tại của chúng ta. Vậy chúc các anh chị cùng các bạn sẽ đón nhận những cái thông điệp mà Huệ chia sẻ ngày hôm nay, cũng như là mang lại cho bản thân các anh chị những cái nhận định, những cái giá trị. Đây là một cái video mà hữu duyên với ai người để đón nhận các anh chị nhé. Không chọn tụ và chúng ta thấu hiểu về bản thân mình đó. Cảm ơn các anh chị cùng các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại ở những cái trải bài của ngày hôm tiếp theo.